Hello Chiboso, chào mừng các bạn đến với kênh của em Nguyễn Thành nhá. Và các bạn biết bây giờ là mấy giờ đêm rồi không? Đó chính là 12 giờ đêm. Thì thế ốc, anh mới khu em dậy một tí mà em vỗ mặt bôm bốp đấy hả ốc? Em quá là buồn ngủ rồi, miền Bắc bây giờ rất là lạnh. Nếu bây giờ mà được ngủ trong chăn thì vô cùng là sướng, thế mà lại bị gọi dậy. Em biết anh gọi em dậy để làm gì không? Để làm gì? Chúng ta sẽ đi gặp quỷ đầu loa đó. Thôi, mày đừng có bốc phét. Ảo ma Canada, Lazada, Ethiopia, Australia. Ây ạ. Anh ra luôn à? Anh đừng bốc phét, chắc là anh định bày trò gì. Em chả biết gì cả, chúng ta sẽ thử thách 12 giờ đêm đi gặp quỷ đầu loa. Rồi bây giờ anh sẽ dẫn ốc và các bạn đi nhá. Chúng ta đi đâu vậy? Chúng ta đi một chiếc xe. Đây, chiếc xe của chúng ta đấy các bạn ạ. Vì bây giờ là chúng ta đã bị hết xăng xe rồi, đây là không có đi được nữa và dừng ở một cái khu rừng rất là tối om om. Wow, đây là cách để chúng ta điều khiển. Rồi, ông ơi, chúng ta tiến về phía trước rồi thôi. Ủa, sao lại tiến về phía trước? Mình có thể đi lùi được không? Đồ ngu. Làm gì? Xe mình đang hết ga mà anh nghe nói đằng trước này có cái chạm ga đó, chạm cây xăng để bơm xăng vào xe đó. Ui giời, thế thì đi đổ xăng. Game gì game, quỷ ra cái gì game là đi đổ xăng. Nhưng mà anh nghe nói ở cái khu này có quỷ đầu loa xuất hiện đó. Thật đó? Đây này, cái cây này chắc do quỷ đầu loa cọ gãy đó. Úi thôi, chắc anh đâm đầu vào đấy. Anh lái xe đâm đầu vào gãy cây. Cái xe anh kỹ đằng kia cơ mà. Đây này. Đúng, có chạm ga thật kìa. Đây, có cái biển chỉ dẫn. Chạm ga này mở hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm cơ. Eo ơi, mình đi lúc 12 giờ đêm thì làm sao mà còn chạm ga nữa. Phải đi lúc 11 giờ chứ. Em không biết gì cả, nghe nói khu này bỏ hoang rồi. À thế à? Thế làm sao mà bây giờ mình phải áp tư thế bên cái góc bên kia. Đây chạm ga. Hy vọng là còn một cái cây ga nào đấy nó hoạt động để chúng ta có thể bơm xăng vào xe. Golden vàng. Ừ, nhà ga Golden có rất là nhiều cái chạm xăng này. Cái này còn sử dụng được nhưng mà hiện tại nó bị hỏng hay sao á? Cần phải sửa đúng không? Unleaded. Chúng ta cần cái gì đấy? Cái gì đấy là cái gì? Một cái tay để bơm vào xe ấy. Cái tay cầm để bơm cái vào vòi. Xe. Cái vòi. Quá chuẩn luôn. Cái vòi vào xe. Bây giờ phải đi tìm cái vòi nữa hả? Đúng rồi. Out order hết rồi, hết rồi. Cái này hết rồi. Còn mỗi cái này có xăng nữa ốc ạ. Bây giờ cần phải tìm cái vòi. Có cái gì đây? Cái map. Bản đồ của khu này ốc ạ. Vậy là chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở trạm ga này này. Rồi đi thôi. Ui, có vết gì đấy? God. Ui. Oh my god, cái gì vậy? Nghe tiếng bước chân. Có con gì nó vừa xuất hiện đấy không ạ? Ui, đem mình đi đâu đây? Đem mình đi đâu đâu? Đấy là mình nhìn thấy nó, mình trốn rồi mà. Đây này. Đây như kiểu vết máu ấy nhở? Vết máu đó. Em cẩn thận đấy. Em thấy khu rừng này đáng sợ dần dần rồi. Nghe tiếng gì không? Em nghe tiếng cười. Em nói nhỏ thôi để anh đi từ từ. Nó nghe tiếng của mình là thôi xong ấy. Anh đi nảy lạc rồi ấy, sao ấy? Em phải đi nhanh hơn, em nghĩ thế. Ui ghê quá ạ. Anh chạy nhanh lên, anh cứ ở chỗ này nó giết anh là sao? Ôi, em nghe tiếng con gì không? Chả nghe tiếng con gì, là tiếng bước chân của anh. Tiếng con baby thánh. Ôi, đi một vòng anh quay lại chạm ga. Thế đấy. Thế này chúng ta sẽ mắc kẹt đây mãi thôi. Em không nghe tiếng gì hả ốc? Em chả nghe cái gì cả. Em thấy bình thường, rõ ràng đấy là tiếng chân của anh mà. Trời ơi, lạc đường luôn. Ui. Anh đã bị chết tội rồi. Xin vĩnh biệt tôi. Đồ ăn hại. Ui các bạn ơi, anh vừa mà ông vừa bị quỷ đầu loa ăn thịt luôn. Anh hốt ký ngất trên nền đất. Em thật thất vọng với anh. Bị giết 2 lần liên tiếp. Đi xem lại cái bản đồ này, anh đi cho chuẩn nhá. Rồi, đi ra đường này. Rẽ trái đến cuối đường, rẽ phải này. Đúng.
Đấy, em nghe tiếng con quỷ đầu loa không? Ui, đường gì mà nhìn heo hút thế? Đi qua rừng à? Khu này bỏ hoang mà, toàn là rừng với cỏ thôi. Anh phải đi cẩn thận đấy, em nghĩ em mình nên len lỏi vào cái gốc cây. Ờ, anh nghĩ là đi đường chính này quỷ đầu loa nó dễ nhìn lắm. Thôi, rúc rúc dưới gốc cây cho an toàn. Ui, nó đấy, nó đấy, bê quỷ thành rồi. Mình, anh phải đứng im, em bảo anh phải đứng im, đừng phát ra tiếng động gì. Ờ, anh đi khẽ, anh cúi người đi khẽ. Ui, nó biến thành cái đèn, thấy chưa? Nó lại biến thành cái đèn rồi. Đúng rồi, làm sao, ui, đấy. Đấy, nó lại biến thành quỷ đầu loa rồi. Nó đứng yên được kìa các bạn kìa. Ui, tay nó dài thế, bé Thảnh ơi, nhìn ngón tay của nó kìa. Oh my god. Chạy. Anh đi chậm mà, đây này. Ui. Anh đi giật lùi nó các bạn ạ. Mày qua nó đi ra đầu kia rồi. Mình lại đi lại. Anh có chắc là mình đi đúng đường không đấy? Anh nhớ là đúng đường. Đây. Ừ đúng rồi, có mấy nhà kho. Nó đấy, lại nó đến đây. Ừ, ghê quá các bạn ơi. Trời ơi, nó đi rồi. Bây giờ mình hãy lấy hết sức mình phóng vụt vào cái nhà đấy luôn. Con này có đồ đúng không? Đúng rồi. Con này có đèn, sợ nó nhìn thấy mình quá. Cái nốt gì đây? Hãy đến cái Mobile Home Park anh ạ. Ý cha, nó quanh đây. Mobile Home Park. Ôi, ghê quá. Cái đấy nó ở trên bản đồ đấy, bây giờ mình xuống một góc mình xem bản đồ đi. Ui, nó đang rên à? Oh my god. Đi thẳng này. Sang cái này đúng không? Ừ. Công viên hay cái gì đúng không? Trailer Park, cái điểm đỗ gì đấy. Ui, nó kìa. Chết rồi bê. Ui. Chạy nhanh lên. Anh cứ chạy quanh cái này thế, đi hẳn vào rừng tối đen không rồi trốn đi. Nó chưa đi đâu. Trời ơi, giật hết cả mình các bạn. Sao anh lại đi vào thì đi theo nó thế? Mình phải đi đường, vào một chỗ khác chứ. Đường này đúng mà. Trời ơi, nó kêu cái tiếng gì thế ốc? Nó có các loại nhạc ấy. Đấy, nó đấy. Đây, ta sẽ đi theo hướng này. Chạy luôn à? Anh chạy thì nó phát hiện ra đó. Đi bình tĩnh thôi. Cây trốn gốc cây. Ui, may quá nó không phát hiện ra. Mình đi qua đường à? Ừ, mình đi sang bên kia đường. Anh đi đi, cho nó vẫn đang ở xa mình á. Đứng lên đi bình thường cũng được mà. Không cần phải bỏ nó để nào. Dã man ở trước mặt mình luôn đi. Ui, nó giả cái đèn trong rừng kìa. Biết thừa cái bài này rồi, đừng có mà giả vờ. Đúng rồi các bạn ạ. Lừa người. Làm gì có cây đèn lại mọc giữa rừng sáng trưng đấy. Mày quá nó không phát hiện ra anh. Nhìn kinh dị thật sự luôn. Để cho nó đi khuất đi, con này đi. Nó biết mình đi đến đây sao các bạn ạ? Tất nhiên rồi, bởi vì biết sao không? Cái xe của mình lúc hết xăng anh vẫn còn để đèn sáng ở xe mà. Ôi, bây giờ sao mà đến được? Nó đang truy tìm, nó biết chắc là có người ở đây luôn. Đừng tạo ra tiếng động kiểu là thôi, tèo tèo đời đó. Thôi. Đây rồi, cái hôm đây rồi. Tìm ở dưới sàn hay sao ấy, nó có cái gì đấy. Đấy, tìm. Tìm một cái key anh ạ. Ờ, một cái chìa khóa. Chìa khóa, ừ. Để anh em tìm thấy. Ui à. Ôi. Chìa khóa đây rồi. Này,
Anh có nhớ cái vết máu từ chỗ ga station không? Chắc chắn là cái vết máu của cái người này luôn ấy. Nó đấy. Nó đấy. Bây giờ lại quay lại cái chỗ vừa nãy để mình mở cái cửa đó thấy không? Rồi. Trời ơi, đấy biết ngay mà. Chả phải cụt đèn á, còn lâu tao mới bị lừa. Đúng rồi. Còn lâu đi con sâu ha. Xem lại bản đồ nào. Ui. Ngồi xuống. Ui sao anh lại đứng dưới đèn thế? Không thấy nó đi rồi. Trời ơi, sợ té luôn các bạn. Đi men theo đường lớn ý. Thật là ám ảnh à. Kinh sự ấy. Lởn vởn đây sao đi. Ui, cái loa quay có mồm ở trong kia. Kinh dã man luôn. Đi sang bên đấy rồi. Thì đèn. Bây giờ nó sẽ biến thành cái đèn, em nghĩ thấy không? Đấy, biến thành cái đèn thật kìa. Đấy, có chỉ dẫn rồi. Đáng sợ quá. Hy vọng nó không chạy qua bên này. Nó vẫn ở cái trạm ga thì tốt quá nhỉ. Ừ. Mày tự nhiên sáng thế, anh đừng đi ra. Từ, nó đến rồi đấy. Vọt sang nhà bên kia luôn. Cánh cửa. Mở. Ok. Cẩn thận. Hết hồn con trồn các bạn ạ. Cuối cùng đã vào trong nhà bây rồi. Bây giờ mình đã mở được cửa thì bây giờ mình phải tìm một cái đây. Một cái dụng cụ cầm tay. Đây, cái này. Ủa đây này, cái vòi bơm xăng này. Nhưng mà hình như là anh lấy hết tất cả đồ rồi hả? Lấy đi chứ, để làm gì? Có cái nốt kìa. Ui, xác người kìa, kinh quá. Oh my god, ui. Những người này từ đâu ăn hết cái đầu rồi các bạn ạ. Đáng sợ thật đấy. Chắc là họ là những người công nhân làm ở đây đấy. Đây toàn bình ga với cả. Ui. Oh my god. Xung quanh không có gì chứ. Trời ơi. Quỷ đầu loa bên ngoài sao á? Đâu? Đấy, nó cười đâu? Đây, nó vừa đi qua đấy. Ui. Nó đang cười anh à? Nó bảo ui, tôi thành sống trai thế. Tôi đừng cười tôi có làm cái gì đâu. Tất cả chỉ là một chút intro thôi. Đấy. Kiểm tra kỹ lại một lần nữa, hình như hết rồi các bạn. Ừ, đi thôi. Chúng ta sẽ phải quay lại cái nhà ga. Đúng. Người ta nói là mình sẽ sửa một cái ống ở đấy anh ạ. Anh biết rồi. Đường ra đâu ta? Tôi vào nhà xem bản đồ đi. Vào nhà xem bản đồ nha các bạn. Ôi, thật tệ. Đây, đi thẳng cái này. Đi thẳng qua đường này. Đi thẳng, xong rồi đến cái đoạn ngã ba thì rẽ trái. Amazing, good job em. Không nhìn thấy mình đâu. Mình đi sau đít nó được đúng không? Phải cẩn thận á. Nó lúc là nó chạy nhanh lắm. Nó thấy mình mà. Bây giờ anh đảm bảo anh bật đèn lên cái là thấy nó luôn đó các bạn. Anh đi, anh đứng chỗ sáng thế. Bắt buộc phải đi vào đây chứ. Không sợ đâu. Anh nghĩ là mình rúc trong nhà ga này nó sẽ không rúc vào làm gì mình à mà. Có cái mái này chắn rồi. Nó bế anh lên như kiểu trong Minecraft ý. Nó nhấc anh lên đi rồi bắt nó... anh Bình Cụ Thành. Đèn kinh thế. Bạo dạn đấy. Ui, hướng dẫn. Ui, ui my god. Anh cho các bạn xem nhá, hy sinh. Đấy, anh biết mà, cái mái này nó chắn, con này không rút vào được. Lửa trong đi, bế lên bây giờ. Nhìn những biệt cụ đấy. Thôi,
Mau đi sửa đi, em muốn ra khỏi đây rồi. Anh dụ nó chạy ra đằng kia thôi, ốc chả biết gì về kế hoạch của anh cả. Đừng bốc phét, ăn may. Bộ dụng cụ hả? À, can xăng. Ồ, can xăng. Đây. Ui, cứ tưởng là không có. Rồi, bây giờ phải đi sửa cái ống hả? Đúng rồi. Rồi, nó đánh dấu trong xe. Hóa là ngoài xe. Tìm mãi mới thấy các bạn ạ. Ảo thế đấy, lừa. Rồi, sửa đi. Đấy, nó đây này. Đấy, lại giả cột đèn. Thôi kệ nó đi. Ừ, kệ nó. Mình ở đây không lo đâu. Ồ, anh đang sửa đấy các bạn. Hy vọng là có thể chuồn được khỏi đây. Bơm xăng thôi ốc ơi. Đi về thôi. Thoát khỉ loa rồi. Ủa, alo. Ừ. Anh thấy nghi nghi. Là sao? Rồi đấy. Ủa, vậy là mình đã có bình ga rồi hả? Bật nó lên anh. Bật nó lên. Bật cái máy nó lên. Bật kiểu gì? Ai biết đâu, người ta bảo bật lên thôi. À, bây giờ chúng ta lại phải đi sửa điện thì sao á? Mất điện đây này. Hay đến cái trạm điện đi, đến trạm điện. Đúng rồi, đến trạm điện thì mới sửa điện thì mới bật được cái máy này lên chứ. Ốc suối anh bật, anh chả biết bật kiểu gì. Này, đây có cái trạm điện đây này. Từ bây giờ đi ra mà hết đường rẽ trái, xong đến gặp cái nhánh nhỏ rẽ phải. Ừ. Rồi, đi thôi. Rồi. Anh nghĩ ở đoạn này này. Ngã rẽ rồi. Kia ra đây. Đây, chạm điện đây. Có biểu tượng power này. Rồi, bây giờ rẽ đúng không? Ừ, rẽ vào đây. Này, có cột điện dẫn điện lên đây này. Anh hãy bình tĩnh, đừng chạy nhiều, anh sẽ bị mất sức đấy. Ủa, cái gì đỏ đỏ ghê vậy? Không biết. Anh chắc phải trốn trong lùm cây đi thôi. Anh hốt đi ra ngoài đường nó bốc ạ. Đấy, nó đấy. Mình thật sự. Nó cứ bám theo mình thôi. Mặc dù nó không nhìn thấy mình nhưng mà chân nó dài, nó bước 3 bước là hết cả cái khu này à. Nó đi loanh quanh khắp nơi. May gặp được mình nó giết luôn. Làm điện ở đâu? Không, cái cây. Ui trời. Cứ tưởng nó cơ. Hốt thật đấy. Cứ nghe tiếng xạo xạo luôn ạ. Nó chỉ ở quanh đây thôi các bạn. Xạo xạo là vì tiếng chân anh đó. Nó đứng giữa đường kìa ma ơi. Con này oai nhỉ. Bây giờ nó không vào rừng, nó đứng giữa đường luôn. Nó bật cái nhạc này để ru ngủ mình ấy. Em buồn ngủ quá. Ồ, đến nơi rồi hả? Đây chính là trạm điện này. Mở cửa đi vô. Hay quá, Bê Quy Thành hay quá. Rất dễ, bây giờ hãy... Nó lên cái kìa, hãy cái gì? Ấy, lại giả cái đèn rồi. Đấy, cái đèn này đèn ảo các bạn ạ. Thôi, tìm. Không mở được cái cửa này. Đóng điện cầu dao ấy à. Ở đây nhiều cầu dao này sao em mà biết? Em đi bên phải có cái nốt. Oh my god. Chạy đi. Oh my god. No. Oh my god. No. Lại biết thì tôi rõ ràng anh chạy nhanh như thế nhưng mà chân nó dài quá, anh cứ tưởng nó không bước qua được cái. Phát hiện ra anh rồi. Còn cái nịt. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Làm lại từ đầu đi bên Thành. Tìm cái nốt đi. Rồi, coi như mình biết cái này rồi đi. Đây này, chúng ta phải hoạt động nhanh. Đây. Ồ, có một cái bản vẽ anh ạ. Lấy cái đấy đi. Lên xuống lên. Lên xuống lên. Ồ, giống như em chơi ukulele. Lên xuống như thế này. Tăng 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 t
uống cái này. Ừ. Có sao? Đúng không? Không, hình như sai rồi. Lên xuống xuống lên lên đi sao? Đúng dạy anh ở đây. Lên lên xuống xuống lên. Lên lên. Ừ. Xuống xuống. Rồi, chờ đợi đi. Anh chờ đợi. Ui, cứ tưởng sai nhưng không các bạn ạ. Đúng rồi. Mình đang chạy này ông ơi. Nhưng mà mình đang chạy thoát khỏi khu đấy rồi mà. Ui ơi, nó bị giật điện rồi. Chết mày đi con quỷ đầu loa. Đuổi cho ta à, giật cho cháy đít luôn. Hóa ra là mình bẫy được nó luôn. Bây giờ chắc là nó chết rồi. Mình cứ thoải mái mình đi lấy đồ thôi. Bây giờ nó chết rồi, chạy thoải mái đi. Hết sức rồi. Hết sức rồi à, khổ thế nhỉ. Anh yếu thật Bêu Thành. Bị nó đuổi cả đêm như này thì không yếu mới là lạ. Đây rồi. Đây rồi. Mày đuổi à, đuổi à bưởi. Gặp anh mình tắt điện ngay. Rồi. Rồi. Hay quá. Ôi, có bình ga chưa? Bây giờ đổ vào bình. Đấy. Vậy là mình đã có ga rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái xe của mình. Ừ, đổ vào cái tanh của cái xe ô tô. Về nhà thôi ốc ơi. Anh hôm nay quá giỏi rồi. Rồi anh đi quá chậm, em mệt quá rồi. Ừ, anh cũng mệt quá, anh cũng đi nhanh các bạn. Chứ đây, có sức rồi, hãy chạy luôn. Đấy. Rồi, bơm ga, bơm xăng vào xe thôi. Mình đi tìm cái tanh của mình đâu. Đây. Ê. Eo ơi, xe của anh không biết cái tanh của nó đâu hả? Đây anh đi rồi ông ơi, chúng ta thoát rồi, yeah. Nhịp điệu, cha cha cha. Từ từ đã. Gì xảy ra vậy? Đâu biết đâu, mình đang lái xe mà. Anh lại nghe tiếng chân của con quỷ đầu loa nha. Ui, ui, nó kìa. Nhưng mình vẫn đi được chứ, đúng không? Ui, trước mặt có một con nhưng mà bên này có một con, hai con quỷ đầu loa. Ui, ui, chạy đi. Hay quá, mình chạy thoát rồi. Ui, không phải đâu, một bầy quỷ đầu loa ở cái khu rừng đấy các bạn ạ. Bảo sao chạy sang khu này cũng gặp mà chạy sang khu kia cũng gặp. Thôi không sao, chúng ta dù sao đã thoát được cái khu rừng này rồi. Thôi bye bye các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Đấy, hôm nay Vũ Thành và chị Ốc đã trốn khỏi con quỷ đầu loa. Ui, đáng sợ đấy. Các bạn thấy Vũ Thành chơi giỏi thì hãy bình luận phía dưới video. Mặc dù bị chết vài lần nhưng vẫn không sao, vẫn thoát được. Thoát được nhá, nhớ like, bấm đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký ở cái kênh này của anh. Và muốn anh làm về nhân vật nào nữa hãy bình luận phía dưới video. Còn bây giờ bye bye.